Cô chào các con, chúng mình sẽ cùng đến với bài học ngày hôm nay nhé. Cô mời cả lớp sẽ cùng đến với phần đầu tiên, phần khởi động. Các con chú ý quan sát lên màn hình. Đây là hình ảnh sân bóng ở trên mây đã được khánh thành vào đầu tháng 3 của trường tiểu học Chu Văn An chúng mình đấy. Và các bạn học sinh lớp mình đã vinh dự được tham gia biểu diễn tiết mục đồng diễn cùng với học sinh khối 4 trên sân. Sân bóng trên mây giúp các con có thể rèn luyện được sức khỏe này và cảm thấy vui vẻ sau mỗi giờ học căng thẳng, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Các con sẽ cùng chuyển sang phần khám phá. Đây là hình ảnh các bạn học sinh lớp mình tham gia màn đồng diễn. Và ngày hôm đó cũng có các bạn robot Việt và Mai đến tham dự. Vậy câu chuyện của robot và hai bạn diễn ra như thế nào? Chúng mình hãy cùng chú ý lắng nghe. Tớ đố các bạn, màn đồng diễn có 3 hàng cầm bông vàng và 2 hàng cầm bông xanh. Mỗi hàng tớ đếm có 15 bạn. Đố hai cậu biết có tất cả bao nhiêu bạn tham gia màn đồng diễn. Ôi khó nghĩ quá, các bạn học sinh có thể giúp chúng tớ được không? Các con quan sát kỹ lên bức hình nhá. Có 3 hàng cầm bông vàng, 2 hàng cầm bông xanh. Và bạn robot đã đếm được mỗi hàng có 15 bạn. Robot đưa ra câu hỏi cho hai bạn, đó là đố hai cậu biết tất cả có bao nhiêu bạn học sinh tham gia đồng diễn. Bây giờ cô mời cả lớp, chúng mình hãy cùng nhau thảo luận theo nhóm bàn trong thời gian 2 phút để tìm ra các cách giải đố. Cô mời các con bắt đầu thảo luận. Giống nhau mà. Các con tìm một cách nào? Lấy. Thời gian thảo luận đã kết thúc rồi. Vậy bạn nào có thể trình bày cho cô xem là chúng ta làm cách nào để thực hiện được việc giải đố? Cô mời bạn My đầu tiên nhé. Con thưa cô, để giải được bài toán này, theo con, bước 1 con sẽ tìm số bạn cầm bông vàng bằng cách lấy 15 nhân với 3 bằng 45 bạn. Bước 2 con sẽ tìm số bạn cầm bông xanh bằng cách lấy 15 nhân với 2 bằng 30 bạn. Bước 3 con sẽ cộng tổng số bạn học sinh bằng cách lấy 45 cộng 30 bằng 75 bạn. Cô mời một bạn nhận xét cho cô cách làm của bạn My. Cô mời Thảo Anh. Cô là bạn làm đúng ạ. À, vậy có bạn nào có cách làm khác không? Mười Lâm. Con thưa cô là bước 1 con sẽ tìm tổng số bạn tổng số hàng có bằng cách lấy 3 cộng 2 bằng 5 hàng. Bước 2 con tìm tổng số bạn có trong 5 hàng lấy bằng cách lấy 15 nhân 5 bằng 75 bạn. Rồi, cô cảm ơn Lâm. Vậy là chúng ta thấy rằng cả hai bạn đều đã làm đúng và đều đã giúp bạn robot giải đố được câu đố, đúng không ạ? Vậy chúng ta chú ý quan sát lên trên bảng. Cô có hai biểu thức này có giá trị bằng nhau. 15 là một số, 3 cộng 2 là một tổng. Vậy khi nhân một số với một tổng, ta có thể lấy số đó là 15 nhân với từng số hạng là 3 và 2, rồi cộng các kết quả này lại với nhau. Cô mời một bạn nhắc lại cho cô. Khi nhân một số với một tổng, ta làm thế nào? Cô mời con. Dạ con thưa cô, khi nhân một số với một tổng, ta lấy số đó nhân với từng số hạng ở trong một tổng, rồi sau đó cộng các kết quả lại với nhau ạ. Rồi, cô cảm ơn con, rất tốt. Và vừa rồi bạn đã nói đến một tính chất rất hay của phép nhân. Đấy chính là tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Và cũng chính là nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta. Các con ghi tên bài vào vở. Cả lớp chú ý quan sát này. Nếu như bây giờ cô có ví dụ thứ hai, 8 nhân 6 cộng 3. Bạn nào có thể áp dụng cho cô tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để viết được cho cô biểu thức có giá trị bằng biểu thức cô đã cho? Cô mời Khánh An. Con thưa cô là con sẽ lấy 8 x 6 cộng 8 x 3. Bạn làm đã đúng chưa? Linh. Con thưa cô là bạn làm đúng rồi ạ. À, bạn làm đã đúng rồi đúng không nào? Vậy các con chú ý quan sát này. Cô sẽ khái quát thành các biểu thức có chứa chữ 15 và 8. Cô khái quát là A.
Các số trong ngoặc cô ký hiệu là B và C. Vậy cô có biểu thức A nhân B cộng C trong ngoặc. Bạn nào có thể sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để khái quát cho cô? Cô mời Khánh. Con thưa cô, con có thể khái quát là A nhân B cộng A nhân C ạ. Đúng rồi đấy các con ạ. Muốn nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả này lại với nhau. Vậy bây giờ này, tương tự, cô có một tổng nhân với một số. Cô sẽ lấy số đó, cô sẽ lấy số hạng của tổng nhân với số đó là A nhân C và B nhân C rồi cộng các kết quả lại với nhau. Cô mời một bạn nhắc lại cho cô quy tắc vừa rồi. Cô mời Trâm Anh. Con thưa cô, muốn nhân một tổng với một số, ta lấy từng số hạng của tổng nhân với số đó rồi cộng các kết quả với nhau ạ. Rồi, cảm ơn Trâm Anh, rất tốt. Vậy bây giờ cô lại có một ví dụ thứ hai. 3 cộng 6 trong ngoặc nhân 8. Bạn nào có thể vận dụng quy tắc vừa rồi viết cho cô thành một biểu thức có giá trị bằng biểu thức cô đã cho? Cô mời Bảo An. Con thưa cô, con viết được biểu thức là A 3 nhân 8 cộng 6 nhân 8 ạ. Bảo An đã làm rất tốt. Vậy vừa rồi các con đã được học về tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau vận dụng tính chất này trong việc giải toán. Mời các con đến với phần tiếp theo, phần hoạt động. Cô mời cả lớp sẽ cùng đọc thầm cho cô đề bài bài tập số 1. Một bạn nêu cho cô yêu cầu đề bài. Cô mời Khanh. Con thưa cô, con đọc tính bằng hai cách. A 43 nhân 2 mở ngoặc 2 cộng 6. B mở ngoặc 15 cộng 21 đóng ngoặc nhân 7 ạ. Rồi, cảm ơn con. Cô có mẫu sau. 26 nhân 5 cộng 4 trong ngoặc. Với bài tập này chúng ta có thể tính bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng do bài tập số 1 giúp chúng ta củng cố về tính chất chúng ta vừa mới học nên chúng ta sẽ thực hiện theo hai cách trong sách giáo khoa. Cô mời một bạn cho cô biết cách 1 đã được làm như thế nào. Cô mời Nam. Con đưa cô là cách 1 người ta cộng lấy 26 nhân với tổng. Rồi, có nghĩa là cách 1 làm theo thứ tự của tính giá trị biểu thức các con đã được học ở lớp 3. Cách 2 nào? Cách 2 làm bằng cách nào? Mời Linh. Con thưa cô, cách 2 đó là ta lấy số 26 nhân với từng số hạng của tổng và tính hai kết quả với nhau ạ. Cách 2 đã áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để thực hiện, đúng không nào? Vậy, dựa vào mẫu, các con hãy hoàn thành cho cô bài tập số 1 vào trong vở. Cô phân công như sau: tổ 1, tổ 2 làm cho cô phần A, tổ 3, tổ 4 làm cho cô phần B. Cô mời hai bạn lên bảng làm bài nào. Cô mời Diệu Anh và Hân nào. Bây giờ lớp mình sẽ cùng chú ý quan sát hai bạn trình bày phần A và phần B nhé. Cô mời các con nào. Con thưa cô, phép tính 43 nhân mở ngoặc 2 cộng 6 đóng ngoặc bằng 43 nhân 8 bằng 344. Cách 2 là 43 nhân mở ngoặc 2 cộng 6 đóng ngoặc bằng 43 nhân 2 cộng 43 nhân 6 bằng 86 cộng với 258 và bằng 344 ạ. Rồi, cô mời một bạn nhận xét cho cô xem. Bạn làm đã đúng chưa? Cô mời Thảo Anh. Rồi, cô cũng đồng ý với ý kiến của con. Cô mời con trình bày phần B nào. Con thưa cô là mở ngoặc 15 cộng 21 đóng ngoặc nhân 7 bằng 36 nhân 7 bằng 252 và mở ngoặc 15 cộng 21 đóng ngoặc cộng nhân 7 bằng 15 nhân 7 cộng 21 nhân 7 bằng 105 cộng 147 và bằng 252 ạ. Rồi, ở tổ 3 và 4, những bạn nào có đáp án giống như bạn, cô mời các con giơ tay. Vậy chúc mừng các con. Các con đã làm bài đúng. Cảm ơn hai con, mời hai con về chỗ. Như vậy, chúng ta thấy được rằng dù các bạn làm theo cách 1
hay cách 2 thì các bạn đều ra được kết quả. Đúng không nào? Nếu cho các con lựa chọn chỉ làm theo một cách thôi thì con làm bằng cách nào? Cô mời Tâm. Con thưa cô là con sẽ chọn cách 1 ạ. À, vì sao hả Tâm? Con thưa cô là vì nó tính nhanh. À, nhanh hơn, đúng không? Cô cũng đồng ý ý kiến của các con. Cô có biểu thức 43 x 2 cộng 43 x 6. Dựa vào tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng, cô cũng có thể viết được trở thành biểu thức ngắn gọn hơn và thực hiện tính nhanh hơn. Với phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong các bài luyện tập tiếp theo. Bây giờ cô mời cả lớp, chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập số 2. Cô mời một bạn nêu cho cô yêu cầu của bài tập số 2. Cô mời Khanh. Thưa cô, bài 2, tính giá trị biểu của các biểu thức sau với m bằng 4, n bằng 5, p bằng 3. Yêu cầu thứ 2, hai biểu thức nào ở câu A có giá trị bằng nhau ạ? À, cảm ơn Khanh. Trong bài này đưa cho chúng ta hai yêu cầu. Thứ nhất, tính giá trị của 4 biểu thức. Và thứ hai là tìm hai biểu thức nào ở câu A có giá trị bằng nhau. Cô phân công nhiệm vụ như sau. Tổ 1, tổ 2, các con sẽ tính cho cô biểu thức số 1 và biểu thức số 3. Tổ 2, tổ 3 và 4, các con sẽ tính cho cô biểu thức số 2 và 4. Các con bắt đầu làm cho cô phần A vào trong vở. Cô mời một bạn trình bày cho cô phần bài làm tính giá trị biểu thức thứ nhất và biểu thức thứ ba. Cô mời An. Con thương cô là với biểu thức m nhân mở ngoặc n cộng p đóng ngoặc bằng 4 nhân mở ngoặc 5 cộng 3 đóng ngoặc bằng 4 nhân 8 bằng 32. Với biểu thức m nhân n cộng m nhân p bằng 4 nhân 5 cộng 4 nhân 3 bằng 20 cộng 12 bằng 32. Rồi, cảm ơn Khánh An. Một phần trình bày rất tốt. Những bạn nào có kết quả giống như bạn Khánh An? À, vậy là đa số các bạn đều đã làm đúng rồi. Cảm ơn các con. Tiếp tục nào, sang đến phần biểu thức thứ 2 và biểu thức thứ 4. Cô mời Khánh. Con thưa cô, với m bằng 4, n bằng 5, p bằng 3 thì biểu thức mở ngoặc m cộng n đóng ngoặc nhân p bằng mở ngoặc 4 cộng 5 đóng ngoặc nhân 3 bằng 9 nhân 3 bằng 27 ạ. Với m bằng 4, n bằng 5, p bằng 3 thì biểu thức m nhân p cộng n nhân p bằng 4 nhân 3 cộng 5 nhân 3 bằng 12 cộng 15 bằng 27 ạ. Rồi, cô mời một bạn nhận xét cho cô. Bạn làm đã đúng hay chưa? Ngân. Con thưa cô là bạn làm đúng rồi ạ. À, bạn đã làm rất tốt rồi đúng không nào? Vậy là chúng ta đã tìm được ra giá trị của tất cả 4 biểu thức rồi. Dựa vào giá trị biểu thức đã tìm được trong phần A, các con hãy tìm nhanh cho cô xem hai biểu thức nào có giá trị bằng nhau. Cô mời con. Con thưa cô là hai biểu thức m nhân mở ngoặc n cộng p đóng ngoặc bằng m nhân n cộng m nhân p. Rồi, cảm ơn con, rất tốt. Con biểu thức nào bằng nhau nữa không? Cô mời con. Con thưa cô, biểu thức mở ngoặc m cộng n đóng ngoặc nhân p bằng biểu thức m nhân p cộng n nhân p ạ. Rồi, rất tốt, cảm ơn con. Vậy chúng ta thấy này, biểu thức chúng ta vừa tìm được tương tự với biểu thức chúng ta đã được tìm hiểu trong phần khám phá, đều là một số nhân với một tổng và một tổng nhân với một số. Vậy khi nhân một số với một tổng ta làm thế nào? Cô mời Thùy Minh. Con thưa cô, muốn nhân một số với một tổng, ta lấy số đó nhân với từng số hạng của tổng, sau đó cộng chúng lại với nhau ạ. Rồi, cảm ơn Thùy Minh, rất tốt. Vậy, muốn nhân một tổng với một số, ta làm thế nào? Cô mời Thảo Anh. Con thưa cô là muốn nhân một tổng với cả một số, ta lấy từng số hạng của tổng nhân với số đó, rồi cộng hai kết quả với nhau ạ. À, rất tốt, cảm ơn các bạn. Hai bạn đều đã nêu được chính xác các quy tắc rồi. Vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 3 nhé. Các con hãy đọc thầm cho cô đề bài bài tập số 3. Sau khi đã đọc thầm đề bài bài tập số 3, các con hãy tóm tắt nhanh ra nháp
sau đó tìm hướng giải và viết bài giải vào trong vở. Cô thấy rằng là đa số các bạn lớp mình đã xong rồi đúng không nào? Bây giờ cô mời một bạn trình bày cho cô cách làm bài của mình. Cô mời Thảo Anh. Cô, bài 3 bài giải. Tổng số học sinh, tổng số lớp học vẽ là 2 cộng 3 bằng 5 lớp. Cả hai khối có số bạn học vẽ là 12 x 5 bằng 60 bạn, đáp số 60 bạn. Rồi, cô mời bạn nhận xét cho cô xem Thảo Anh làm đã đúng hay chưa? Trâm Anh. À, cảm ơn con. Vậy có bạn nào làm cách khác không? Nào, cô mời Linh. Con thưa cô, cách làm của con là bài 3 bài giải. Có tất cả các bạn học vẽ ở khối 4 là 2 x 12 bằng 24 bạn. Có các bạn học vẽ ở khối 3 là 3 x 12 bằng 36 bạn. Có tất cả các bạn học sinh học vẽ là 24 cộng 36 bằng 60 bạn. Đáp số 60 bạn ạ. Rồi, cảm ơn Linh. Cô thấy rằng cả hai bạn đều đã làm ra đáp án là 60 bạn và đều làm ra đáp án đúng. Vậy các con lưu ý cho cô là khi chúng ta gặp một bài toán này trong thực tế, nếu yêu cầu tính nhẩm, các con được quyền gộp chung lại thành một biểu thức để tính cho nhanh. Còn khi chúng ta giải toán có lời văn, các con hãy nêu các bước rõ ràng nhé. Và vừa rồi cô thấy rằng các con đã vận dụng tốt các tính chất đã học để thực hiện giải toán. Gặp những bài toán có lời văn, các con lưu ý chúng ta cần phải phân tích thật kỹ đề, sau đó tìm ra hướng giải và viết bài giải vào trong vở nhé. Chắc hẳn là chúng ta đã từng đọc câu chuyện Doraemon rồi đúng không nào? Trong câu chuyện Doraemon có một nhân vật, đấy chính là nhân vật Nobita. Cậu chàng là một người hơi hậu đậu và đãng trí. Vậy thì mùng 1 tháng 6, mẹ cho cậu ấy một khoản tiền để cậu ấy đi mua đồ dùng học tập và chia cho Doraemon. Nhưng chuyện gì xảy ra với Nobita nhỉ? Chúng mình hãy cùng chú ý quan sát câu chuyện nhé. Vậy là nhân dịp mùng 1 tháng 6, Nobita được mẹ cho 50.000 đồng để mua đồ dùng học tập. Nobita vừa vào cửa hàng đồng giá mà mọi mặt hàng đều có giá như nhau là 5.000 đồng. Cậu ấy mua 2 cái tẩy và 4 cái bút. Cô bán hàng đã trả lại cho cậu bé 20.000 đồng. Nobita cứ băn khoăn mãi về chuyện cô bán hàng đã trả đủ tiền cho cậu ấy chưa? Các con hãy giúp Nobita giải quyết vấn đề này nhé! Hãy cùng giúp Nobita nhé! Chúng mình cùng suy nghĩ nào! Thấy rằng là các nhóm đều đang trao đổi rất là rôm rả đúng không nào? Và cô đã đi qua và thấy rằng là có rất là nhiều bạn đã tìm được ra cách giải quyết vấn đề rồi. Vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng tham gia một trò chơi nhá, được không ạ? Trò chơi này có tên là nhanh như chớp. Ai là người giơ tay đầu tiên và nhanh nhất thì người đấy sẽ là người được đứng lên giúp đỡ bạn Nobita. Các con sẵn sàng chưa nào? Cô đếm đến 3 nhá. Chuẩn bị này, 1, 2, 3, mời Linh nào. Con thưa cô là đầu tiên con đi tìm số hàng mà bạn đã mua. Con lấy 2 cái tẩy cộng 4 cái bút, con ra được 6 món hàng. Sau đó con lấy 6 món hàng đó nhân với 5.000 đồng là số tiền. Con tìm ra được 30.000 đồng. Sau đó con lấy 50.000 đồng mà mẹ đã cho Nobita, trừ đi 30.000 đồng mà bạn đã mua và con đã tìm được 20.000 đồng. Vậy cô bán hàng đã trả đủ số tiền cho bạn rồi ạ. À, nếu Linh đã nói đúng thì hãy thưởng cho bạn ấy một tràng pháo tay. Vậy thì vừa rồi các bạn đã được tìm hiểu về tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Các con về nhà hãy ôn tập cho cô tính chất này và chuẩn bị cho bài sau nhé.